hãnh diện và tự hào, đó là hai từ mà người hâm mộ Việt Nam đang dùng để nói về Khánh Vân sau vòng thi bán kết Miss Universe. Sáng nay 15 năm theo giờ Việt Nam, nàng hậu đã có phần thể hiện tuyệt vời khiến hàng triệu người nức lòng, trong đó có cả hội chị em Hoa hậu. Không biết Khánh Vân ở nơi xứ người có cảm nhận được không khí hừng hực tại Việt Nam hay không? Vì ngay từ sáng sớm dàn hậu Hờ Hèn Nie, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thúy Vân và người đẹp Hoàng Phương, Lê Thúy đã quy tụ tại một điểm để cổ vũ cho đàn em. Tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ và gửi lời chúc mừng cho màn trình diễn đỉnh cao của Khánh Vân từ nửa vòng trái đất. Video, fanpage Miss Universe Việt Nam chia sẻ video các nàng hậu quy tụ để cổ vũ cho Khánh Vân. Không khí rộn ràng, náo nhiệt của hội chị em Hoa hậu tại buổi cổ vũ, nguồn, fanpage Miss Universe Việt Nam. Có thể thấy, dù chỉ được chứng kiến màn trình diễn của Khánh Vân từ xa, song ai nấy cũng đều vô cùng hào hứng và phấn khích. Mỗi người đẹp mặc trên mình chiếc áo phông in hình quốc kỳ Việt Nam, chuẩn bị sẵn một chiếc poster có in hình đàn em, cùng nhau dơ cao và hô to "Việt Nam yêu Khánh Vân". Bên cạnh đó, khi chứng kiến màn cá quát mãn nhãn của Khánh Vân tại cuộc thi, cả dàn hoa hậu cũng trầm trồ hô vang tạo nên một bầu không khí vừa rộng ràng, náo nhiệt, nhưng cũng không kém phần xúc động. Hiện tại, không chỉ có Netiren mà cả Vibix cũng hướng về Khánh Vân bằng những lời động viên, chúc mừng và kêu gọi bình chọn để nàng hậu có được thành tích cao tại Miss Universe 2020. Phản ứng của dàn hoa hậu khi Khánh Vân bước ra trong đêm bán kết Miss Universe, video Fanpage Nguyễn Trần Khánh Vân. Có lẽ nhờ sự ủng hộ của hàng triệu người mà Khánh Vân đã có màn thể hiện cực tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2020 mong rằng nàng hậu vẫn giữ được tinh thần này vào chung kết diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 17 tháng 5, giờ Việt Nam. Khán giả nếu yêu quý có thể ủng hộ Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020 bằng cách bầu chọn để đại diện Việt Nam có một suất vào thẳng top 21 Trung cuộc và giành chiến thắng giải Best National Costume bằng hai cách sau. Một tải app, ứng dụng, Miss Universe Official trên App Store hoặc Cộng hòa Play vào mục tốt 21 vốt và nấy sân đồ kostum vốt rồi ấn chọn hình ảnh khánh vân đại diện việt nam để hoàn thành phiếu hợp lệ. Ngoài ra, khán giả cũng có thể bỏ phí để mua thêm lượt vốt cho khánh vân. Hai bình chọn trực tiếp tại website https 2 2 vudvudvud misuniver com gạch chéo Khanh gạch ngang van gạch ngang ngoãn gạch ngang trang phiếu bầu hợp lệ được tính từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2021, theo giờ Mỹ. Phần thi National Costume, trang phục dân tộc, đã mở cổng bầu trọn từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2021, theo giờ Mỹ. Kết quả sẽ được ban tổ chức Miss Universe 2020 công bố tại đêm chung kết ngày 16 tháng 5, theo giờ Mỹ ảnh video sưu tầm